Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Danny Phan cũng như fanpage Thằng Nẩu nha. Và hôm nay Nẩu sẽ review một cái đám cưới truyền thống của Việt Nam tại đất nước Mỹ nó sẽ như thế nào nha. Ok, đi với Nẩu thôi. Còn 4 ngày nữa hả? Còn 4 ngày nữa hả? Mấy ngày nữa? 3 ngày nữa. Mẹ nó gấp cứ á, nó mắc cứ, nó làm. Chứ ngày xưa đám cưới tôi là còn 2 ngày mới làm lần. Còn con này á, nó sợ. Mừng quá. Nó sợ, chứ không phải là mừng cái gì. Ai? Nó sợ thằng đây không có chịu hốt nữa. Đi về. Cái tiệc đây là cái tiệc cuối cùng, chuẩn bị lên đoạn đầu đài, chuẩn bị vô ngục. Tấm hình này cuối cùng. Bánh kem mã ho thiệt lên luôn à. Này mình lên đèn nữa là đẹp. Thấy cái này nó cũng tự làm luôn trời. Vô bằng nhựa. Chầu câu đồ về bằng nhựa. Hoa đồ hoa thiệt. Chầu câu bằng nhựa. Đó vậy được rồi. Dơi ra anh, dơi ra. Ờ đúng rồi, nó dư ra. Đúng rồi. Thiệt luôn á, không mượn luôn á. Lại lên diện cho ông, gài lại đi, mệt ghê. Thắp xuống. Ừ, thắp xuống đỡ hơn. Ê thằng, lùi vô tắt đèn cho không để giật tao cường biết mà. Khổ chi mà khổ dữ khổ dằn. Nói á, lâu lâu lấy chồng á, kiểu như á, mắt hiểu không, mắt nó mắt lấy chồng đầy ải. Ngày mai á là 7 giờ là bắt đầu dâu hạ đồ là tùm lum rồi, mà giờ chưa xong cái gì hết. Đỡ tao coi ngày mai hai con mắt nó mở lên nổi hay không. À, lên xíu, đúng rồi, ngay chỗ đá. Vô xíu nữa. Cắt ngắn. À, được rồi. Ngày mai á, là trách nhiệm của tôi là một trong mấy cái quẻ ở đây hả? Để tôi coi là cái nào nhẹ đăng ký trước cho luôn. Bưng cái đây là chết luôn. Để coi cái đống trái cây đây là mai là không có đưa ta đống trái cây đây nha. Mai là cha tao cái đống câu kia đi, cái đó là bắt cái bưng trái cây về rồi. Gắn xe cũng hơi tươi luôn, đỡ coi thử gắn tới đâu rồi nãy giờ. Hy vọng là ngày mai nó không có rớt nha. Ừ. Không hiểu nghĩ gì vậy trời. Cho chị coi với. Coi cái gì? Bà có đem một... em đi. Gắn xong rồi nè.
Mà gắn á, mẹ nó đã rớt như vậy rồi, ngày mai chạy chắc nó con cái cùi không quá, không biết tụi này nó nghĩ gì nha. Ở trước đây tân hôn, hai bên đây cũng gắn hoa tươi luôn. Gắn hoa tươi luôn. Ngày mai á, làm 7-8 giờ là phải xong rồi. Phải rước dâu, rước hạ rồi, mẹ bây giờ chưa xong gì hết. Đã coi thử làm kịp không. Ở trước cửa mẹ nó cũng xài hoa tư luôn. Giờ phải bỏ xuống đây mà cắt. Trời ơi, chừng này ra xong. Nó đặt mấy ngàn cái cây hoa nhỏ 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 này luôn. Từ SEB xong rồi nó qua Costco nó đặt. Vẫn không đủ. Biết làm chi làm dữ không biết. Nhưng mà cái hoa đây gắn lên là rất là đẹp nha. 1-2 giờ sáng rồi bây giờ còn phải ngồi đây gắn bông cho nó này, trời ơi. Gắn từng cây luôn. Ngoài đó, ở bên này chuẩn bị đám cưới vui. Cũng y như ở Việt Nam vậy chứ không có khác gì đâu. Ít cầu kỳ hơn chút. Nhưng mà cũng cực à, chứ không có giỡn đâu, cực à. À coi. Giờ cắt từng cành mà gắn vô đây. Con cha con em nó lên đường. 30 mấy tuổi rồi. Giờ mà lấy vợ, quên giờ mà lấy chồng chứ. Cho nên nghe tin nó lấy chồng ai cũng mừng cho nó. Ừ. Mừng mà mừng dữ luôn chứ không phải mừng bình thường đâu. Hết luôn em, tại vì hai cái lần. Ừ. Ủa cái này là cái này cắt chưa vậy em? Ở trong còn cái gì nữa anh? Kéo đây. Xong rồi đó, xong rồi mới làm nữa là xong rồi còn. Còn cái này xong. Nè cắm bông đây, mày chơi đi đừng phá. Xe xong rồi á, chỉ có phủi mấy cái bông xuống nữa là xong. 6-6-12 cây anh. 12 cây. Dạ. Đúng cây không? 6 đúng không? Ở ngoài đây, mày quất mừng đi. 6. Thiếu bông à? Đúng rồi, thiếu. Tại vì bông còn lấy nhà hàng á. Với lại trắng. Ừ, lấy hồng phấn á. Hiểu không? Không, nó không có anh. Kiểu giống như là khi mà bút xong rồi cái nó ấy SCP nó bán một cây hoa hồng 6 đồng anh Lì biết không? Bất dịp mẹ. Ở ví dụ mà. Ê, bất dạy giá mà. Ở ví dụ nha. Thì số á. Thì xíu thôi. Đã được rồi, được rồi em. Vậy là quá đẹp. Đúng chưa? Y như cái nhà mà có gắn hoa ở cái hộp gì đó. Còn bà phái. Chỗ đây thiếu 2 cây. Lấy này, ngày mai nó có quay cho nữa đó. Này này có quay không? Mai bưng mà chết mày. Ừ, rồi hư đồ rồi nữa mà. Trong khi đó nó trả tiền rồi. Không, ngăn nhìn chị thấy em được á. Em hốt cái đó đi. Trời ơi, hôm bữa nó cứu bà Trúc chứ không? Nó đưa em cái quả trái cây xong em đứng luôn, em đâu có vô được đâu chị. Trời ơi, nó nặng lắm luôn. Ồ, mày làm đủ cái mà chuyện có chuyện chi là mày chịu hết á. Bây giờ em đi không được, giờ sao giờ? Chắc em phải đổi quả với bà Trang chứ. Tình yêu gì mà. Không, mà nở tẹt lẹt. Nó chúm chím không chịu. Một cánh trinh nguyên rồi cho nó nở tè le vậy đó. Chịu tè le ra vậy đó. Quay ngân này sẵn quảng cáo chưa chồng? Cao hơn rồi. Thấp quá. Thấp quá. Lên thêm 2 cục gạch nữa lượt á, 2 cục. Kêu nó nhìn là dữ để cho không có tới. Đứng lên cái thành đó Khanh. Đứng lên trên cái thang nè. Cái con đó là cao nhất đám đó. Nó rồi, bệ cái đít lên. Giỏi quá. Được. Rồi, được, rồi. Được, good. Cái con bên đây. Không, xuống xíu. Con này hơi ù tại nên là xuống xíu. Dạ. Ok, được rồi. Good. Chín giờ sáng. Chuẩn bị đưa chú rể tới nhà cô dâu. Chú rể đang chụp hình. Chịu tấm lên. Con heo. Ok, bưng vô. Bưng vô hay là khổ? Bắt chú rể diễn cực luôn á. Khổ khổ. Khổ. Ngồi cái massage chịu được. Khổ khổ.
nó đang suy nghĩ dữ. Mặt hoang mang. Ngon lành. À, sáng sủa đồ. Action. Action. Ra kìa ông nội. Để bà nhìn nó. Ngày bữa nay tôi sỉ nhục chứ. Kiếm một cái cảnh nào vui vui. Trời ơi, hai cái đứa quay phim đây, trời ơi, nó bắt chú rỡ diễn mệt luôn. Hai giờ phải dán cái này lên xe, không có rớt được đâu, chặt lắm. Ok. Cuối cùng thì ngày đá cũng tới ha. Cái ngày cũng khanh thoát ớ nó cũng tới. Nè. Ban giờ ơi những cho gia đình và hệ thống bưng quẻ. Hệ thống bưng quẻ. Mọi người vỗ tay, Nồng lắm. Nồng lắm. Chú rể rồi, tót mồ hôi hột. Cứ giờ mà đổ mồ hôi luôn. Cô dâu, coi cái mặt nó này, hớn hở thấy rã luôn. Ồ, khanh cả chồng rồi, con khanh cả chồng rồi. Yeah. Ok, bây giờ phải về lại nhà đàn trai. Ừ. Rồi, qua nhà đàn trai rồi, đang làm lễ. Mình phận thuộc dạng y như bưng quẻ, không phải lên trên đá là hạ đồ. Cái này lấy ở đâu? Ở đây không có làm bánh đồ nhiều, đồ ăn thủ giang mướn chỗ khác nấu đem tới xong. À. Đây, chặt heo. Đói. Giống nghề. Nhậu nhiều rồi, thằng Khánh. Nhậu nhiều rồi, biết đúng không? Dạ. Nên là cách lúc đó mình gặp. Anh ông, anh đi. Chút xíu nữa, anh đang quay phim em á. Chút xíu, em đường này không phải lên sóng. Đúng không? Đói mà nết nê gì nữa, dứt em. Ở đây ăn buffet à, chứ không có phải đại bàn giống như chỗ kia. Ở trong đông quá, reo vào đây cho nó mát mẻ nè. 50 mấy ngư. Hey.
Ê, chút xíu nữa thay đồ bộ ra rửa chén nữa. Là đúng là về nhà chồng luôn. Bé làm việc cực thiệt. Nãy giờ anh để ý em mà em cứ chụp ở trong cái xe chơi giờ biết. Anh thấy em cứ ở trong cái chụp vô trong cái cửa sổ xe không biết làm gì. Ăn liền. Đây là lương, lãnh lương. Lãnh lương, lãnh lương. À. Bừng hồi sáng giờ giờ lãnh lương. Tới giờ lãnh lương. Nghe nói 2 đồng đâu. Mà nay nói nhận sao đâu em. Đứng cái quẩy. Phải có chứ. Bây giờ là lễ ở trong nhà thờ. Đối với những người cả đạo là làm lễ ở trong nhà thờ là quan trọng nhất. Bước vào dạ đài. Dạ đài táo động xong rồi. Chú rể giật mình rồi. Chú rể quay lại hết hồn. Tập trước rồi không? Này lúc nào phải tập trước hả? Giờ tập lại lần nữa. Phải tập. Chưa bây giờ thử. Hôm nay tập coi thử nó làm sao. Chút xíu nữa mình làm cho nó đúng. Trời ơi. Để thử. Tập trời ơi. Mọi thứ đang rehearsal hết. Chút xíu nữa là mới thiệt nha. Giờ đang tập hết. Kỹ từng chút. Đây là, đây đâu phải là cha đâu hả? Thầy à. Mới tập xong, giờ chuẩn bị làm thiệt. Vô cùng biết ơn cha mẹ đã sinh thành và giữ dục và dạy dỗ chúng con có những ngày vui trọng đại như ngày hôm nay. Xong lễ rồi, bây giờ chụp hình. Rồi bắt đầu tối nay quẩy. Ok. See you tối nay. Go. Tiếp tục công cuộc trang trí đám cưới. Đây. Bông. Bông mua thêm với lại về nhà lấy bông nữa. Kiếm gì ăn chứ? Ăn. Đây là bông bi. Bông thiệt luôn á nha. Còn thiếu hả? Giờ là phải lấy cái gì là lấy thêm. Nãy kia chạy gì lấy thêm. Đó. Giờ phải. Đây toàn bộ bông. Ngày mai sẽ có 2 cái đám cưới. Cưới bên này với đám cưới bên kia. Lấy cái dách đây nó ngăn lại rồi. Đó, ngày mai sẽ có cái đám cưới bên này nữa. Cái bánh bánh cưới bên này ngầu quá. Dễ. Dễ, thấy bụi không à? Dễ. Nó nói là đúng 8 giờ là đóng cửa. Nó không cho mình trang trí nữa là sao ta? Phải đem đồ xong rồi ngày mai làm à. Đây. Làm cái đó ngã bộ khó chứ không có giỡn đâu. Trời ơi, nãy giờ 3-4 đứa làm như điên. Rồi chút xíu nữa thiếu ly chữ lên chữ xuống đó nha. Cái này nó có cái khứa nè. Gắn vô là ngon lành. Rồi chồng nãy giờ đổ một cái. Giờ xếp lại từ đầu.
Cái này nó lỏng lẻo quá, phải chớ nước vô cho nó nặng một chút xíu nha. Chưa giờ có làm đâu. Đây là tôi nghĩ cho tôi cũng biết nữa. Nó nặng chút xíu để là làm. Ê Lê, không hiểu mày. Bầu tới. Ký sự hậu cần chứ gì? Ký sự chứ. Ê, cái này mà lỡ đâu khỏi trong tình đâu đằng sau á. Này cắm gì ta? Đây, chạy dây gắn đèn hai con bấm. Ok, bấm ngược lại đi trên đây. Ra gần. Đây là pháo, bốn pháo với lại cái này máy khói lạnh hay à? Ngon lành. Người ta sẽ ship bia ướp lạnh cho mình. Đây, ướp bia rồi lên nha. Ở đây người ta có cái phòng để mở đồ cô dâu thay đồ, quản lý đồ. Phòng của cô dâu thay đồ. Ở trong đây mình có thể bỏ bia, rượu, đồ đầy đủ nha. Trong đây là gì ta? Đây restroom. Thực tế là cái bàn cái chỗ này là cái chỗ để cho cô dâu thay đồ. Rất là tiện. Hennessy rồi. Everything is get ready nha. Mình hiện tại còn rất là nhiều thứ để trang trí mà nó nói đúng 8 giờ đóng cửa. Mình chạy tới mình deal thì nó nói là 1 tiếng 500 đô. Tiếng mà nãy mở đèn mở đồ đây tùm lum đây là 500 đô. Mình deal thì nó nói là thôi bây giờ mở cửa tới 9 giờ lấy 200 đô. Ở chỗ 8 giờ chứ 9 giờ xem thêm có 1 tiếng đồng hồ mình không thể nào làm được gì kịp hết. Cho nên ngày mai chắc phải trở lại làm. Còn rất là nhiều bông phải làm, thấy bông không? Thùng, 2 thùng, 3 thùng. Rất là nhiều bông phải làm, bông hồng đồ. Hy vọng là ngày mai kịp. Đây bả đâu. Đừng kéo lại. Cái này nặng dữ. Lông đâu rồi? Cái này là dần lông á. Lông phải tạo rồi. Timu. Một bàn là sẽ có một cái bình hoa như thế này. Hiện tại đang làm bên kia. Toàn bộ là hoa tươi hết. Hủ xong rồi nữa đây. Bỏ vô. Ngon lành nha. Nhân viên sẽ sắp xếp everything on in here, ready for tomorrow.
đúng 8 giờ nó đóng cửa, nó không cho mình làm bất cứ cái gì hết, năn nỉ cỡ nào cũng không cho, nó kêu lố một phút nó chạc cho 200. Nguyên cái đội ngũ đây phải đi ra đi về. Quên đi. Xong rồi. Đội ngũ để trang trí xong. Thấy cái cảnh không? Cảnh. Bên kia mọi người đang lên up để chuẩn bị. Cuối cùng cũng xong. Đây là ánh sáng, âm thanh. Quay behind the scene lại cha cô dâu chú rể. Anh đây cũng đang quay nhiệt tình. Trời, chú rể chạy đôn chạy đáo luôn trời. Này như thấy hơi thiếu ánh sáng, nhưng chắc bên kia đang set up ánh thêm ánh sáng, set up thêm ánh sáng. Bên kia cá ăn cái nữa, bên kia cá ăn cái nữa. Hy vọng nhạc hai bên nó không có chổi nhau. Chú rể chạy thấy thương luôn, la từng chút. Mình chuyển cái này qua bên này, tại vì nó gần khách quá. Thứ nhất, thứ hai nữa nó sẽ làm hư cái màu của camera, nó bể cái màu camera nha. Camera, mấy cái gimbal màu. Cuối cùng cũng xong, gắn cho xong hết. Chắc lui cái đây lại xíu. Chỗ nằm chỗ đó được chưa? Hay là phải sát góc? Được ha. Ok. Móp khô cho mày. Đây hồi sáng người ta móp rồi, này bây giờ người ta phải móp lại lần nữa. Tao nói làm sao chút xíu nữa hai đứa nhảy nó chợt cái vui chết. Mặt hớn hở, thét again. Ôm lên, ôm lên. Mé nó rách cái quần vui chết. Thì chứ. Đó, lúc đó nhảy chắc chắn rồi. Cảm nghĩ của mày à, chứ sao mày hỏi tao cảm nghĩ. Em đang tính quay cái này nè. Quay gì? Hên, chẳng ngày hôm qua mà nếu mà cái vòng tròn nó nhìn nó thảm lắm nó luôn. Nó bị á. Thấp. Dạ xíu luôn hả? Không. Sáng nay vũ em với lại mấy đứa không rồi này kia nó làm lại. Làm lại. Ok. Còn 40 phút nữa khách vô. Cái mặt ham lấy chồng. Trước khi tiệc vô sẽ có một cái bàn riêng cho những anh quay phim mừng ừng. Đó. Cho mấy anh ăn uống đồ đàng hoàng xong rồi. Đúng giờ mấy anh chiến nha. Làm việc có tâm gớm. Làm mà bậm miệng bậm môi đồ. Giữ. Ok, bây giờ dòng họ đồ bắt đầu tới. Dòng họ bắt đầu tới. Để nó cho nó sơm sơm chút. Đám cưới bên kia dòng họ quá trời. Bên này dòng họ chưa kịp tới. Đây dòng họ. Tiền vô là ký ngay. Rồi nè. Trời ơi, các mình ngăn ký mà bê cái camera quay. Thiệt. Hy vọng năm sau nha. Cái chỗ đây á, là chụp hình. Xong rồi tối chỗ đây á, là người ta in hình luôn. In hình ra chỗ đây luôn. Giao cho khách ngay và liền luôn.
nha. In hình chút xíu nữa đưa cho khách. Ngon lành. Rồi, lên nhạc đây. Em chú rể vẫn miệt mài đốt nến. Bà chú rể hồi hộp không chú? Hồi hộp chứ. Hồi hộp chứ, con lấy cho lấy vợ mày không hồi hộp. Không, chú chắc chú cảm ơn chú hồi hộp. Say hi. Ready. Đây là danh sách ship bàn. Mình có nhiệm vụ đưa khách vô bàn nha. MC đang làm việc để vô kịch bản nha. MC vẫn phải đang làm việc. Vẫn phải đang làm việc với lại kịch bản. Khách đang vô từ từ, khách đang vô từ từ mấy cục cân ơi. Dạ, trời ơi, la cho con từng chút, muốn gì nữa? Lo từng chút nhà, từng miếng cơm. Cơm mình nào? Giờ nó đi là khỏe rồi đã. Chưa. Còn khỏe. Đây, để sẵn. Ai quên phong bì, mình bỏ vô. Ngon. Được, ký. Bỏ tiền chưa mà ký vậy? Trời ơi, hai cha con này. Nói chung hiện tại có hai cái đám cưới. Rất là nhiều người đi lộn đám cưới. Cho nên mấy người lớn phải đứng ở ngoài. Trời ơi, mé chú rể này giờ phải đi lấy từng. Nhân viên phục vụ đâu mà để mé chú rể làm như vậy. Thấy không? Thôi, khổ. Không sao. Ngày vui, hoan hỷ. Hôm nay là coi như là cứ ai thấy việc gì là chịu khó giúp thôi chứ còn không sao. Những người phục vụ bàn mình đây là Ấn Độ nha. Giờ này Ấn Độ ở Arlington rất là nhiều. Nhà hàng đây của Việt Nam nhưng mà toàn bộ là phục vụ là của Ấn Độ. Khách đông. Nãy ít không nói gì, giờ đông á. Phải 4-5 người vô mới kịp. Tại vì phải ngồi đúng cái bàn mà chủ tiệc người ta đăng ký nha. Dặm cho chú rể với. Đổ một hồi hộp rồi, khát nước rồi. Chưa được nửa đường. Đây. Mấy giám đốc tới à. Giám đốc tới. Đây, đi phát hình. Bây giờ phải kiếm mấy cái người ở trong hình mà đi đưa. Không thấy thì mình kiếm hình khác nha. Đây, phát hình. Kiếm không ra hả? Đưa anh dắt đi, anh nhớ. Này là mẹ của cô dâu, còn mấy người hai thằng ngoài kia bắt đầu nó rối à. Rối à. Thôi. Sao? Bạn em. Ý kiến. Tay ông đây ông anh. Hơi khổ một chút. Nhưng mà vui, vui. Ăn không giúp được gì hết. Anh có sức. Có thực mới vượt được đạo. Trời ơi, bên này SO. Bạn trai
Em phải hỏi người ta nha. Hỏi mấy chú người ta có uống hay không, để uống thì được. Chứ phải bên này cũng đẹp hết hả? Để hỏi Long. Hỏi Long, hỏi Long cho chắc. Ê, một bàn một chai nha, không cần khe. Đây 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 đây. Bả lên trên kia, mấy bàn trên kia chắc chưa cá này. Bả bàn bầu một chai cho nó uống. Đó. Bàn trên này chưa cá. Đây đây. Trời ơi coi. Cameraman không ai quay hết. Hồng An, mặt Hồng An đang kiếm ngư. Đôi kìa kìa kìa, cắp đi kìa. Đó, bắt tè. Cứ đưa vô bài nữa. Thế làm việc Hồng An. Đi kiếm, come on. Rồi, 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 kiếm cá, mặt hớn hở. Nguyên đội mũ. Ok, ready yet? Ready? Có ai hồi hộp không? Không có đất cưới mình mà. Ai người đang đứng hả? Đây, đồ ăn ra rồi đây. Toàn bộ những người phục vụ mình là Ấn Độ hết nha. Trong bếp để lấy lên bên đây cho chú rể uống, chú rể say quá rồi. Rồi, xong chơi. Tan nát à, quậy còn cái gì nữa đâu. Không còn cái gì nữa hết. Yeah, xem rồi. Chú rể ngủ trong kia luôn rồi. Nhà hàng á, tổ chức xong là mình tự dọn dẹp nha. Tự dọn dẹp. Xong cảnh đây. Rồi lấy cho xe gì nữa. Trời, chợ mấy này gì à? Ai rửa mới rửa xong. Rồi sạch sẽ. Cứ hả mày, cô dâu hả mày, cho mày biết để bữa sau cứ một lần thôi nha, cực lắm. Báo cha, báo mày, báo anh em, báo bạn bè, bé béo luôn. Để
nghe tin để. Cuối cùng thì con em của tôi sau bao nhiêu năm ế sưng ế xỉa, ế chảy nước, nó cũng đã lấy được chồng rồi nha. Anh chị không có gì hơn, chúc hai đứa có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, răng long đầu bạc nha. Đừng có bắt nạt chồng quá nha con kia. Nếu bạn thích cái video này thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Nhớ bấm nút cái chuông để được coi clip mới vào mỗi thứ hai hàng tuần. Thank you, bye bye.